kinh diệu pháp liên hoa phẩm diệu trang nghiêm vương bản sự thứ 27 lúc bấy giờ phật bảo hàng đại chúng rằng về thuở xưa cánh đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kim có đức phật hiểu là vấn lối âm tu vườn hoa trí như lai ứng cung chính biến trì nướng đó tên quang minh trang nghiêm kiếm tên hỷ kiên trong pháp hội của phật đó có vị vua tên diệu trang nghiêm phu nhân của vua tên tịnh đức có hai người con một tên tịnh tạng hai tên tịnh nhãn hai người con đó có xuất thần thông lớn phúng đức trí tuệ từ lâu tu tâm đạo hạnh của bồ tát nhưng là thí ba la mật giới ba la mật nhẫn ba la mật tinh tiến ba la mật thuyền ba la mật trí tuệ ba la mật phương tiện ba la mật từ bi hỷ xa nhận đến 37 phẩm chờ đạo pháp thầy đều rành rẽ suốt thâu lại được các môn tam mùi của bồ tát nhật tinh tu tam mùi tịnh quán tam mùi tịnh sắc tam mùi tịnh chiếu minh tam mùi trường trang nghiêm tam mùi đại uy đức tam tam mùi ở nơi các môn tam mùi này cũng đều thấu xuống lúc đó đức phật kia vì muốn dẫn dắt vua diệu trang nghiêm cùng tướng tướng hàng chúng trinh nên nói kinh pháp hoa này bây giờ tình tàng tình nhãn hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng mong mẹ đến nơi chỗ đứng phần vân lôi âm tu vương hoa trí chúng con cùng sẽ theo hầu gần cuối cúng dường lễ lạy. Vì sao? Vì đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoài đạo rất ham pháp bà la môn. Cha con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi tình bạn tình nhãn chấm tay thưa mẹ chúng con là pháp vương tử mà lại sinh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa nếu cha con được thấy lòng ắt thanh tình hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la hiện các món thần biến ở trong hư không đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước dưới thân ra lửa dưới thân ra nước trên thân ra lửa hoằng hiện thân lớn đầy trong hư không rồi lại hiện nhỏ nhỏ lại hiện lớn ở trong hư không ẩn mẫn bỗng nhiên hiện trên đấng vào đấng như vào nương
thân hiện các món thân biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tinh tin hiểu. Bây giờ cha thấy con có chức thần như thế, lòng rất vui mừng được chưa từng chấm tay hướng về phía con mà nói rằng: Thầy các con là ai? Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: Đại vương Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật kia nay đường ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy bông. Ở trong tâm ca chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử cha nói với con rằng: Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: Phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phá được tâm vô thường chính đẳng chính giác. Chúng con đã vì cha làm phần sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ đứng phần kia mà xuất gia tu hành phần đạo. Lúc đó hai người con muốn tiên lại ý mình mà nói kể: Thưa mẹ, mong mẹ cho các con xuất gia làm cha môn cá Phật rất khó gặp. Chúng con theo phần học như hoa ưu đàm bán, gặp Phật lại khó hơn cõi các nàng, cũng có mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: Cho các con xuất gia vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: Lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp được như hoa linh thoại, như rùa một mắt gặp bóng cây nổi, mà chúng ta do cúng đời trước sâu dày. Xin đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hầu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thầy đều có thể tham thủ trì kinh Pháp Hoa này. Tình nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa tam muội, tình tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ứng kim thông đà môn ly chư ấn thu tam muội. Vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ vậy, phu nhân của vua được môn chư phần tập tam muội, hay biết được phản pháp đi mầm của can đứng phần. Hai người con dùng chứng phương tiện khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật Pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc Vĩnh Đức, phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung,
con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến rồi đầu mặt lại chân Phật đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một tiên. Lúc đó đứng Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho đường lợi ích vui mừng vua rất vui đẹp bây giờ vua diệu trang nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ để rải trên đức Phật chuỗi đó ở giữa không hóa thành đại báo bốn trụ trong đại có dường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có đức Phật ngồi xem bằng phóng hào quang sáng lớn lúc đó vua diệu trang nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng là yến có thành tựu sẵn thân vi diệu thứ nhất bây giờ đứng vân lội âm tu vương hoa trí Phật bảo bốn chúng rằng các người thấy vua diệu trang nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chăng vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo chuyên rộng tu tầm các món trợ phần đạo pháp sẽ được làm phần hiệu ta la thù vương nữa tên đại quan kim tên đại cao vương đứng ta la thù vương phật có vô lượng chúng bồ tát và vô lượng thánh văn nương đó bằng thẳng công đức như thế vua diệu trang nghiêm liền đem nướng giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong phòng pháp xuất gia tu hành đạo hạnh vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tiến tu hành kinh diệu pháp liên hoan qua sao lúc đây được môn nhân thế tình công đứng trang nghiêm tam mùi liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bành phật rằng thế tôn hai người con của con đây đã làm phận sự dùng xưng thần thông biến hóa xoay tâm tà của con làm cho con được an trụ trong Phật pháp được thay thế tôn hai người con này là thiện tri thức của con vì muốn phá khởi căn lành đời trước lời ích cho con nên đến xin vào nhà con lúc đó đứng vân lội âm tu vương hoa trí Phật bảo vua diệu trang nghiêm rằng đúng thế đúng thế như lời ông nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng gốc lành thời đời đời đường gặp thiện trí thân vì thiện trí thức hay làm phần sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng khiến vào đạo vô thường chính đẳng chính giác đại vương nên biết vì thiện trí thức đó là nhân duyên lớn giáo hóa diệu giác làm cho được thấy phẩm phán tâm vô thường chính đẳng chính giác đại vương ông thấy hai người con này chẳng hai người con này đã từng cung dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa can đứng phần
gần gũi cung kính nơi chỗ Cán Đức Phật thủ trì kinh Pháp Hoa thương tưởng những chúng sinh tà kiến làm cho trụ trong chính kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất ít có do công đức trí tuệ nên dùng kế trên đỉnh sáng xuống trôi rỡ mẫn phẩm dài rộng mà sắc xanh biết tương lòng trắng chẳng mày như ngọc ca nguyện trăng trắng băng và kiếp thường có ánh sáng môi sắc đỏ đẹp như trái cần bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ứng công đức thế rồi ở trước Như Lai một lòng chấm tay lại bành Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ trọn lên bất khả tư nghị công đức vi diệu dày răng chỗ tu hành an ổn rất hay con từ ngày nay chẳng còn lại từ theo tâm của mình chẳng sinh những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiến vua theo lời đó rồi lấy Phật mà ra Phật bảo đại chúng ý các ông nghĩ sao vua diệu trang nghiêm đâu phải người nào là nay chính là hoa đức Bồ Tát bà tịnh đức phu nhân chính là quan chiếu trang nghiêm tướng Bồ Tát hiền lương ở trước Phật hai người con vì thương xót của diệu trang nghiêm và các tuyên thuộc nên xin vào trong cung vua nay chính là giữa phương Bồ Tát cùng giữa tướng Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức ca đức Phật trồng ca gông công đức thành tựu bất khả tư nghị. Những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tân cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lúng Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bán dự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trong lũy rời cấu nhiệm ở trong cám pháp chứng đưa qua